xin chào mọi người. Hai anh em mình hôm nay tiếp tục làm clip để gửi mọi người. Những clip trước thì mình cũng làm khá nhiều về một công ty đang thay siêu thị, cũng như là cái cách mà làm sao nuôi một con hiệu quả và làm sao để cho một cô đẻ nhiều. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng thông tin đến mọi người một cái khá là liên quan đến mọi người, đó là thời gian vừa qua thì nhiều người có đăng ký vào ngày 15 tháng 7 này thì để chặn bồ câu Minh Dũng nhận bồ câu về nuôi đấy. Tại vì hơn 10 năm nay đấy các bạn ạ, thì anh Minh Dũng trao bồ câu cho những người nghèo, người khó khăn nuôi đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút xíu về thông tin cho người nào không? À, là coi như là ở chạy bồ câu Minh Dũng là hàng năm là ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm là buổi sáng. Và mình có thể là mình cho tất cả bà con nghèo, những người nào mà thích nuôi bồ câu tới đây mình sẽ cho 10 cặp đến 15 cặp cho một hộ, tất cả ai cũng vậy hết. Muốn nuôi bồ câu và có hoàn cảnh hơi khó khăn mà không có tiền mua nha, xin nói rõ để bà con tới đây thì mình tặng miễn phí, tặng 100% cho bà con. Từ lúc anh em mình làm các clip và post trên YouTube thì cũng được khá là nhiều người ủng hộ anh em làm clip và những cái lời khen, những lời góp ý và cũng có những cái câu chê bai của mọi người đúng không? Nhưng mà với cái suy nghĩ của anh em mình á, thì ai làm cái gì thì có hai chiều, những người khen, người chê, nhưng mà anh em mình luôn cố gắng làm sao để có những clip để post cho mọi người nắm rõ hơn cách nuôi, cách làm giàu. Thì khi mà đăng cái thông tin lên là ngày 15 tháng 7 này chạy chúng hỗ trợ cho những cái bà con nông dân nuôi bồ câu á, thì mình đến sơ lược khoảng hơn 100 comment của mọi người trên khắp cả nước luôn, để lại số điện thoại này, địa chỉ ở đâu này. Thì hôm nay anh em mình thông tin rõ ràng để cho mọi người luôn là những ai mà có ý định nuôi bồ câu mà thuộc diện khó khăn á, thì mọi người vui lòng là làm một cái hành động là comment ở bên dưới cái video này, ở dưới dòng bình luận ấy, thì mọi người comment, mọi người ghi rõ họ tên này, rồi số điện thoại, chỉ của mọi người luôn, rồi mọi người cứ comment đầy đủ tất cả những cái thông tin cá nhân của mình lại, rồi khi đó thì trạm chúng mình sẽ vào bình luận của mọi người ấy, trạm sẽ lọc ra những cái danh sách những cái người mà họ đã comment ở trong cái bình luận đó để trạm chúng mình xác minh là có đúng là hộ gia đình này ở phương này có cái câu chuyện nghèo này hay không. Tại vì mọi người có biết là chạy chỉ hỗ trợ miễn phí cho những cái bà con khó khăn thôi, còn nếu mà anh em mình cho động lại khắp cả nước ai cũng nhận thì nói thật ra anh em mình cái câu chuyện này anh em mình không làm được đâu. Anh em mình chỉ hỗ trợ cho những cái bà con mà có khó khăn thôi. Thì hơn 10 năm nay thì anh cũng chung anh đi làm cái câu chuyện đó, anh âm thầm anh làm câu chuyện đó để giúp đỡ bao nhiêu những cái mảnh đời khó khăn vượt lên trong cuộc sống. Và ngoài ra mọi người comment như vậy á, bình luận bên dưới thì mọi người cũng vui lòng là một cái hành động nữa là like cái video này, là mọi người click vào đăng ký subscribe cái kênh YouTube của mình. Tại sao mọi người phải làm cái động này ạ? Tại vì khi mà mọi người comment bên dưới thì chẳng chúng mình cũng muốn mọi người có một cái quan tâm về cái trạm chỉ dụng cũng như là những cái thông tin bổ ích mà anh em mình làm suốt hơn một năm vừa qua, tất cả những video thì khi mọi người muốn nuôi, mọi người quan tâm thì mọi người xem những cái video này thì mọi người mới có cái kinh nghiệm nuôi, thì trạm chỉ dụng mình chỉ hỗ trợ cho những cái gia đình mà thứ nhất là like kênh này, đăng ký kênh này và comment ở bên dưới ghi đầy thông tin, và sau đó trạm chỉ dụng mình sẽ xác minh. Và sau đó thì anh em mình sẽ làm một cái hành động, đó là gọi điện đúng không ạ? Dạ, gọi điện. Nếu mà anh em mà có địa chỉ email thì chạy mình sẽ email đến cho bà con. Và bà con nào mà nhận được điện thoại hay là email thì đến ngày đó thì mọi người mới đến chạy mình giúp mình nhất. Còn đến điện thoại cho anh mình giúp hoặc là email cho mình, là mình sẽ là người kiểm soát email của mọi người gửi đấy. Thì mọi người vui lòng cung cấp những cái thông tin đó để cho mình, thứ nhất là mình xác minh này. Sau đó mình gọi điện cho anh em để có gì anh em tới nơi đó đến nhận. Tại vì ngày 15 tháng 7 thì mình nghĩ là cũng có rất là nhiều người đến nuôi đến nhận giống, nhưng là mọi người không
cho và mình xác minh thì cũng rất là khó khăn cho cái việc mà chặn chúng mình phát một câu đúng không anh? Người mình đâu có biết là ai với ai đâu, đâu, đâu. Cứ tới ngày đó những người nào mà mua chim bồ câu của mình Dũng rồi khỏi cần điện thoại tới đây bắt cũng được, còn những người chưa mua thì hãy comment vô ở dưới cái bình luận rồi bên Việt Nam hoặc điện thoại cho Dũng lúc điện thoại cho bà con để lại nhận thì anh có thể chia sẻ thêm là hơn 10 năm nay là anh làm công việc âm thầm thì tặng chim bồ câu như vậy á, thì theo anh nhận xét là những người mà được nhận chim bồ câu của mình thì kinh tế họ khá là nhiều. Nói chung là bây giờ là mình được hơn, mình tặng 10 cặp bồ câu người ta nuôi ra thành 100-200 cặp bồ câu là nhiều lắm rồi, là nhiều người vậy rồi đó. Có thể là nuôi 100 cặp bồ câu này sáng tối về mình cho ăn nữa, thành thử ra bà con được vẫn đi làm việc khác được, chứ không phải mà tặng như con dê nha, tặng con bò bà con phải hoặc con nai gì đó bà con phải tập trung nuôi vô đó phải mắc thành người, thành thử cái này là cái nghề nghề phụ thôi, đạt hiệu quả cao hàng năm là mình đều cho hết, ai cũng đạt 100%, chưa có ai mà nói Dũng ơi hồi giờ tôi mua trả anh có là đều nuôi hết và thành công hết. Trong quá trình nuôi như vậy mà gặp cái khó khăn gì vẫn có thể anh em mình có thể trao đổi tặng cho người dân khách nuôi đúng giải tặng chẳng hạn như hôm nay lại đây bắt 10 cặp mà trong đó nó có lộn hai con trống đem lại đổi trống có lộn máy lại đổi máy chim buồn lại trại buồn câu mình chẳng đổi lại cho bà con miễn sao mà về nuôi đạt hiệu quả cao, chứ không phải mà cho rồi mà không đạt hiệu quả cao đâu nha. Em mọi người có thể thấy là những cái chim bồ câu ở trại của chúng mình thì nó rất là chất lượng đúng không anh? Đúng. Cái trại bồ câu này, chim bồ câu này là có rồi, chim bồ câu mình là không bao giờ bị bệnh. Không phải mà mình nói không bao giờ bị bệnh, tất cả cái gì cũng có chết hết. Nhưng mà trại bồ câu mình dùng là số lượng nó chết là rất là ít, xin nói rõ nuôi con gì cũng có chết hết chứ không phải 100% mà không có nè, mình xin nhắc lại. Nhưng mà được có cái chạy mùa chim bồ câu mình ra là rất khỏe mạnh, hao hụt ít, xin nhắc bà con rõ vậy. Và cái dòng chim bồ câu thải siêu thiền này thì bây giờ cũng đến ngày gần đến ngày 15/7 này, có thể nói thêm cái bản chim này nó chất lượng nào anh? Mình tặng bà con coi như là chim bồ câu đạt chất lượng, không dịch bệnh, thuốc y lợi tới chạy, kiểm máu, không dịch bệnh, nó cũng không bị gì hết. Mình lấy những số mà đó mình tặng cho bà con, nên bà con yên tâm, đã nói cho là về phải thành công. Nói là ở Việt Nam mình á thì em cũng lên Google em cũng search rất là nhiều từ khóa về cái việc mà trại bồ câu mà hỗ trợ người nghèo nuôi ra là không có, không như là chỉ có anh em mình làm câu chuyện đó thôi. Thì bây giờ anh có thể nói thêm chút xíu xuất phát từ đâu anh làm câu chuyện này không? Mình cũng xin nói rõ lý do gì mình làm về cái khoản này, là hiện giờ mình đang làm một cái là coi như là chương trình 1-3 năm của chính phủ tài trợ cho những người nghèo, là tài trợ bên trung tâm khuyến nông á, cái trung tâm khuyến nông này xuống đặt giống của nhà mình rồi lúc mà mình phải đi tặng tay bà con mình giao, mà lại đó cho lại không đủ cho chỗ một chỗ vậy, hộ có 10 hộ mà giờ còn người nghèo nhiều quá mà người ta muốn nuôi quá mà ta hỏi cách nào anh Dũng, thành thử ra mình mới có ý định là coi như là sang năm là anh đang nói đây 10 năm trước nha, mình nói sang năm mình sẽ tặng tất cả ai mà muốn nuôi. Cái năm đó đầu tiên mình tặng là 150 hộ là nó 1.500 đôi, là lăn
đầu tiên mình làm là mình nhớ là năm 2000. À, 2010. Đấy, à, bây giờ mà tính ra mà cái thời điểm đó đi em, mà tính ra bằng tiền thì hơn 1000 đô đó, là tính ra là bao nhiêu tiền vậy? Nhiều quá. Tính ra là một bình quân là một đôi lúc đó nha, thời đó một đôi đó tầm tầm là khoảng 400.000 một đôi. Lúc qua đó đó là tầm đó là tầm tầm để bữa đó là khoảng 400.000. Và các bạn có thấy là 400 triệu mà đi chỉ cho người nghèo thì tấm lòng nó rất là nghĩa tình luôn. Tại vì từ trước đến giờ anh nhìn giống mắt, anh là một con người ở địa phương ở Bình Dương này, nổi tiếng là một người rất là nghĩa tình. Cái việc mà khi mà anh đi ra ngoài đời để thấy cái mảnh đời mà bất hạnh và muốn chăn nuôi, anh luôn hỗ trợ nhiệt tình đúng không ạ? Chính vì vậy mà hơn 10 năm nay anh đều làm công việc đó. Các bạn thử nghĩ đi, 400 triệu mà cho khoảng một ngày đúng không anh? Trong một ngày, trong một ngày từ chợ... sáng sớm cho tới 11 giờ đêm luôn. Dạ. Lần đầu tiên cho 400 triệu một ngày đâu phải là một con số mà những người khác có thể làm được đâu. Thì trong cái quá trình mà nuôi á thì mọi người có những cái mắc hoặc là có cái băn khoăn gì á, mọi người cứ trao đổi và trả lời chúng mình, có thể là điện thoại trực tiếp này, có thể email này. Tại vì bây giờ là cái thời công nghệ 4.0 mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận cho nhau. Mình cũng có trang fanpage trên Facebook này Nông Dân Làm Giàu luôn, trên trang YouTube Nông Dân Làm Giàu luôn. Mọi người đều có thể nhắn tin cho mình này, có thể comment ở bên dưới này. Khi nào mà trang chúng mình mà có thể trả lời cho anh em thì mọi người đều trả lời bình luận. Còn nhiều khi là bận quá khó khăn trong cái việc mà anh em mình trả lời comment hoặc là không nghe điện thoại ấy, thì có gì mọi người thông cảm cho anh em mình. Clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây và cũng hy vọng là các bà con nông dân và những hộ nghèo nào ở khắp cả nước mình luôn học cần khi con giống nuôi á. Vào ngày 15 tháng 7 này thì mọi người hãy cùng đọc vào kênh đăng ký kênh và comment để mình chứa tất cả những thông tin để có thể chặn những quyền tổng hợp và xác minh lại để có thể trao một câu cho mọi người nói ngày đó. Anh muốn nói thêm gì với mọi người không? Thì mình hẹn bà con ngày 15 tháng 7 âm lịch năm nay nha, 2020 này, gặp ở trại Bình Dũng nha. Xin chào bà con, chào mọi người, tạm biệt bà con. Đăng ký kênh YouTube của mình này để khi nào mà mình cần cái anh em cung cấp thông tin thì nó cũng dễ dàng. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ trao cho ưu tiên cho những anh em mà quan tâm đến cái thông tin ở trại mình nhé. Anh em có thực sự quan tâm hay không, tốt nhất thì anh em có thể đăng ký kênh của mình này và comment ở bên dưới để lại những thông tin, thì sau đó ở trại mình sẽ đi xác minh là xem từng cái trường hợp cụ thể nào thì mình mới phát bù câu vào tháng 7 này anh em nhé.